a carpet bag, left on never looking back. Rings on your fingers, pain on your toes, music wherever you go. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl for me. Rings on your fingers, pain on your toes, you live in town where nobody knows. You can win if you want, if you want it. Will win. On your way, you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you got a brand new friend for your life. You can win if you want. Vâng, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh TV Audio. Anh em mình vừa được trải nghiệm chất âm qua bộ dàn mini của hàng Akai. Chúng ta thấy là chất âm tuyệt hay. Một bộ dàn mini có kích thước rất nhỏ gọn, chiều ngang 54, chiều cao là 24 phân và chiều sâu là 30 phân. Nhưng mà chất âm thì quá là đỉnh cao, chất âm tuyệt vời hay xuất sắc luôn. Các bác mà nghe bên ngoài thì chúng ta sẽ cảm nhận phải nói là hay dã man là thật sự các bác ạ. Chất âm thứ nhất là chúng ta thấy là mặc dù dàn nhỏ nhưng mà loa đánh rất là sâu, tiếng bass mềm, ngọt, uy lực. Em đang đi test trong phòng lớn, phòng này là hơn 50m2, nhưng mà cái tiếng nó cực kỳ hay. Nếu dàn mini này chúng ta đưa vào phòng ngủ hoặc là những cái phòng nhỏ hơn khoảng 30m2 thì trời ơi, nó hay, phải nói nó hay hết thuốc dã man luôn, tuyệt hay luôn. Một bộ dàn có kích thước rất nhỏ nhưng mà cực kỳ nặng, trọng lượng nặng lên đến gần 20kg. Các bác không thể tưởng tượng được khi mà em bê cái bộ dàn này lên thì cảm thấy hoảng hốt bất ngờ về trọng lượng của nó luôn. Nặng dã man. Phải nói là một bộ dàn cực kỳ xịn sò, đẳng cấp cả về mặt thiết kế, chất âm cũng như là trọng lượng, quá là đỉnh cao. Và đến từ một thương hiệu thì quá là quen thuộc và được nhiều anh em rất tin tưởng, yêu thích, đó là thương hiệu Akai. Các sản phẩm của Akai nói chung luôn được tất cả anh em mình thì rất là quan tâm, bởi vì thiết kế đẹp, mẫu mã thì đa dạng và chất âm hay cũng như là độ bền cao. Đặc biệt là anh em audio Việt Nam thì rất thích những cái thiết bị đến từ hãng Akai. Và hôm nay thì em rất là may mắn khi mà sưu tầm được một bộ dàn mini của hãng Akai, còn đẹp xuất sắc, hàng đấu giá mới về từ Nhật chưa sử dụng tại Việt Nam. Các bác thấy là máy được làm bằng một cái màu bạc còn rất sáng, thậm chí là nó còn ánh kim này. Mặt nhôm được sơn màu bạc, đẹp sang trọng lắm, phải nó quá là sang trọng luôn. Máy thì gồm có 3 thớt. Thớt ở dưới cùng là thớt về băng cassette này các bác này. Băng cassette này chơi tuyệt hay, như là chúng ta vừa được trải nghiệm, phần sau em sẽ test thêm. Đầu từ bánh tì bên trong là mới keng xà beng luôn, rất mới. Chiếc này thì mọi chức năng là hoàn hảo các bác nha. Rồi, cái phần băng cassette này chúng ta thấy ở đây có một cái cần gạt này, có thể chỉnh được các chế độ băng như băng chrome, băng metal, như vậy là chơi cực kỳ chuyên nghiệp. Thậm chí là có một nút chỉnh volume cho phần thu băng luôn. Đấy, volume 2 tầng, chúng ta chỉnh được 2 kênh. Bên trên này thì sẽ có đèn ti chớp nháy theo giai điệu của nhạc, và đồng thời là chúng ta thu băng, chúng ta chỉnh theo đèn. Thì quá là chuyên nghiệp, như một chiếc đầu câm, đầu đếc chuyên nghiệp luôn các bác ơi. Phải nói là xuất sắc. Riêng cái phần về băng cassette này thì em cực kỳ hài lòng, đánh giá rất cao bởi vì khả năng chơi quá hay. Cái thớt thứ hai là cái thớt ở giữa thì các bác nhìn thấy này, đây là cái thớt tuner, chính là phần radio. Đấy, có hai băng tần FM và AM, tất cả còn mới này, các cái núm nút sáng choang, đẹp lung linh. Và điều đặc biệt các bác nhìn nhá, đây các cái chữ số của băng tần có đèn màu xanh tuyệt đẹp luôn. Và thấy đẹp không ạ? Và nó đẹp lung linh luôn đấy. Ôi nó đẹp. Sắc nét hiển thị màu xanh đẹp quá. Và cái phần dò sóng radio này cũng có đèn này.
và nó là lung linh, một thiết kế cực kỳ sang trọng. Rồi, cái thớt ở trên chính là phần âm ly. Ở ngoài này chúng ta có một cái núm chỉnh volume này, và cũng hai tầng luôn, rất hay. Núm bên ngoài là volume và cái tầng bên trong này các bác này chính là phần ba lăng, chúng ta chỉnh loa trái phải. Ở đây chúng ta có một cái nút chỉnh cho các cổng phono, tuner và AUX. Như vậy các bác thấy là rất hay. Ngoài khả năng chơi bằng các xét radio thì máy có cổng phono để chúng ta cắm được mâm đĩa than này, có cả cổng AUX để chúng ta cắm các thiết bị bên ngoài như là điện thoại, máy tính, laptop chúng ta nghe nhạc. Phải nói cực hay, bộ đàn này nghe quá hay rồi. Và qua cổng AUX này, các bác muốn kết nối không dây thì chúng ta có thể cắm thêm một USB Bluetooth cũng được. Như vậy là chúng ta có thể kết nối không dây qua cổng AUX này, quá là tiện lợi luôn. Có luôn nút lau nớt các bác ơi, lau nớt này. Chúng ta bật lau nớt lên thì cái chất lượng âm thanh được tăng cường hơn rất nhiều, quá là xịn sò luôn. Nút chỉnh bát chép riêng biệt luôn nhá, xịn chưa? Nói chung là không thiếu, phải nói là một bộ dàn cực kỳ VIP. Các bác nhớ cho em là đây là bộ dàn rất VIP, cực kỳ xịn và siêu hiếm ở trên thị trường. Đặc biệt chúng ta sưu tầm một sản phẩm còn mới như này thì quá là giá trị luôn. Cặp loa các bác này, trên loa đề luôn là made in Japan này. Cặp loa này cái bát đánh nó ngọt mềm mà nó sâu tiếng. Loa nhỏ mà bát phải nói là như người lớn. Cặp loa này nặng lắm các bác nhá. Các bác sẽ phải ngỡ ngàng khi mà chúng ta xách cái cặp loa này lên. Bác nào mà có duyên may mắn sở hữu cái bộ dàn này thì sẽ cảm nhận hết những điều em đang muốn chia sẻ. Một bộ dàn rất nhỏ nhưng mà cực kỳ gấu, quá là khủng không. Rồi, em mời các bác chúng ta ngắm nhìn mặt phía sau. Đầu tiên là mặt loa này. Ui ôi, loa 50W rồi các bác. Cũng khiếp không? Loa nhỏ mà chất âm đúng là người lớn. Made in Japan. Đây là phần sau của máy, có 3 thớt. Đây các bác thấy trước sau trong ngoài rất đẹp. Khi các bác sử dụng thì lưu ý giúp em là điện 100V, hàng nội địa của Nhật. Rồi, mọi chi tiết góc cạnh trước sau trong ngoài tất cả rất hoàn hảo cho một bộ dàn VIP mini, nhưng mà sở hữu một chất âm cũng như là trọng lượng thì cực khủng. Bây giờ thì em xin mời anh em mình cùng trải nghiệm thêm chất âm ha. Chúng ta sẽ nghe tiếp một ca khúc của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo. Bài hát được mang tên là Hoa Bằng Lăng. Xin mời anh em. Nhà bên đang đón dâu, rộn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Ngày dã man quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Giờ đây nỡ quên môi tình thơ ấu, thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Trời ơi, hay hay dã man các bác ơi, hay kinh khủng ấy. Tình ơi sao có câu đời lắm bề dâu, đêm cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và em chẳng xa,
tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao với lên. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Trâu cao đẹp đối với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa. Trời ơi, hay ngây ngất các bác ơi. Cái tiếng nó rất là ngọt, trung thực và cực kỳ sạch. Chúng ta nghe bằng các sách xin lỗi các bác, chúng ta nghe bằng các sách mà tiếng nó sạch, trung thực, mộc mạc, nghe vậy nó hay say đắm luôn. Và nó em quá là thích cái bộ đàn này luôn. Rồi bây giờ thì em xin mời anh em mình cùng trải nghiệm qua cổng AUX ha. Em cắm qua một cái máy laptop đã cắm sẵn đây. Đấy, dây kết nối phía sau đây, cắm bây giờ này và ha. Đấy, cắm bây giờ này qua cổng AUX. Rồi bây giờ thì em xin mời các bác chúng ta trải nghiệm thêm qua cổng AUX, chơi cũng rất là hay luôn. À, chúng ta bật qua cổng AUX nhá. Đây bật đây các bạn. Ưu nhất trong bối cảnh. Dòng sông nước dài, con thuyền sóng đưa xa bờ. Qua cổng AUX rất là hay luôn. Chúng ta có thể cắm các thiết bị như laptop, máy tính, điện thoại bên ngoài chúng ta nghe. Nó là cực kỳ tuyệt vời. Rồi bây giờ em sẽ test một cái chức năng cuối cùng. Các bác thấy này, em để volume rất nhỏ nhưng mà tiếng mạnh mẽ nha. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang phần tuner. Đây, chúng ta sẽ bấm cái này. Tuner chúng ta sẽ thời đảm bảo quyền lợi cho giáo viên khi dạy phụ đạo cho các em. Những các học sinh từ trấn thị tứ không có thiết bị thì giáo viên sẽ bài gửi đến cho các em để thầy cô giáo sẽ gửi các em học. Còn đối tượng còn lại là học sinh thuộc những cái xã vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo khó khăn rồi mà em cũng không có phương tiện luôn thì mình sẽ đèn tỏa sóng quá là đẹp luôn mà. Cứu chính trị an ninh, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khi mọi nhóm khủng bố toàn cầu bị đánh bại, đây là tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ George Bush khi khai màn cuộc chiến tại Afghanistan. Vậy thưa thạc sĩ. Rồi, các bác thấy rằng là tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Dòng này thì quá là đỉnh cao và cực kỳ VIP.
không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để được gặp gỡ sở hữu đây cái bộ dàn nó là tuyệt đỉnh này đâu các bác ơi. Em chỉ có một bộ duy nhất, bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ sớm với em qua số điện thoại hoặc là Zalo giúp em 0916950595. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Review Audio. Xin kính chào và hẹn gặp lại.